Tôi mang ơn mợ nhiều lắm, nhưng mà chắc tại tôi chưa có quen với lối sống ở đây, nên dù tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không làm vừa lòng chị Tư được. Xin mợ cho tôi rời khỏi đây, tôi sẽ tìm một việc gì đó thích hợp với mình hơn. Chị Tư. Dạ. Tôi để nhờ chị hướng dẫn mọi chuyện cho chị Thúy, sao chị không làm? Dạ, dạ thưa mọi chủ, tôi đã hướng dẫn rất là tận tình rồi. Tôi thấy cô Thúy đây không có chú tâm làm việc, nhưng mà tôi để ý rồi, tôi theo dõi, tôi thấy cổ dù có làm việc, ánh mắt cũng cứ dò xét lung tung ở trong căn nhà này nè. Tôi nghĩ cô ta có ý đồ không tốt khi vô nhà này đó. Chị Tư, xin chị đừng có nói oan cho em. Em có ý đồ gì được chứ? Một thân một mình ở trên đời này, được cậu mợ cho về đây nương náu, ơn của cậu mợ đời này em không có trả được. Còn chị nói em hay nhìn hay ngó lung tung á, là có thiệt. Từ nào giờ, tại đây là lần đầu tiên em được ở trong một căn nhà rộng lớn và sang trọng như vậy nè. Thêm nữa, mợ chủ lại vẽ nhiều tranh đẹp như vậy nè. Đó, mọi thứ xung quanh đều rất lạ, em tò mò, em nhìn ngắm. Không lẽ vậy cũng có tội nữa hả chị Tư? Cô nói thôi chị Tư, tôi không muốn giữa hai người xảy ra chuyện gì xích mích nữa hết. Chị Tư, tôi nhắc lại một lần nữa, chị Thúy là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi coi chị Thúy như là chị em vậy đó. Chị nên nể mặt tôi một chút. Mợ chủ à, mợ mà không nghe lời tôi, thế nào cũng mang họa vào thân cho coi. Xin mợ cho tôi đi đi, chỉ cần tôi rời khỏi đây, mợ không phải phiền lòng vì những chuyện như vậy nữa. Tôi không có sao đâu, thế nào tôi cũng tìm được việc khác để làm thôi mà. Cảm ơn mợ. Chị Tư, tôi biết nào giờ chị chăm sóc cho anh em Đăng Duy cũng bến chân bến tay lắm rồi. Bây giờ tôi giao cho chị Thúy chăm sóc, chị không hài lòng đúng không? Chị không muốn hai đứa nhỏ chia sẻ tình thương. Nhưng mà chị Tư à, tôi mong là chị nghĩ thoáng một chút đi. Hai đứa nhỏ luôn coi chị như là người thân vậy đó. Chị yên lòng đi ha. Còn chị, nếu để chị rời khỏi nơi này, lòng tôi rây rứt lắm. Ngoài chuyện ân nghĩa, thật lòng là tôi cũng rất mến chị. Tôi rất thương hoàn cảnh của chị. Đây là quà tôi tặng cho hai chị. Cái này tôi tặng cho chị Tư, cái này tôi tặng cho chị Thúy. Cảm ơn mợ. Từ nay hai người là người thân của tôi. Nếu như hai người mà căng thẳng như vậy hoài, tôi mệt mỏi lắm. Nếu thương tôi, tôi mong hai người đừng đối chọi nhau nữa. Chị Tư, xin chị thương em, dạy biểu thêm cho em nghe chị Tư. Mợ chủ đã nói vậy rồi thì tôi cũng không làm phiền lòng mợ chủ nữa. Nhưng mà biểu tôi tin cái cô Thúy này hòa hợp với cổ thì tôi không thể nào làm được hết. Tôi mong mợ thông cảm. Chị Tư, chị Tư ơi, nghe em nói nè. Chị Thúy, chị đừng có lo, chị Tư ghen tị đó. Mấy chục năm qua nhà này có một mình chị Tư lo thôi. Bây giờ có thêm chị, cho nên nhất thời chị ấy không chấp nhận được thôi, cho nên mới hờn dỗi kiếm chuyện vậy đó. Để vài bữa rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi, chị yên tâm ha. Dạ. Là mình ghen tị, đúng như lời mợ chủ nói sao ta? Không, không phải vậy. Ánh mắt của cô ta ngay từ ngày đầu đặt chân vô nhà này đã thấy rất là lạ rồi. Phải, thật lạ. Nhưng mà nghĩ lại, cô ta có tội gì đâu chứ. Đã
cô ta cũng đâu có giở trò gì đâu. Mà cô ta cũng đáng thương. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.